Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Mập mạp nhưng mạnh mẽ. 12 thí sinh của bước nhảy ngàn cân sẽ đột sắc cùng cuộc chiến giảm cân bằng chế độ tập luyện khắc nghiệt và nhảy múa cùng những vũ công tài năng. MC Hài Hước Trấn Thành cùng ban giám khảo John Huy Trần, Nam Vĩnh Hưng và giám khảo đặc biệt sẽ đồng hành cùng họ. Đón xem bước nhảy ngàn cân 21:15 chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Tuần trước, 7 thí sinh đã cháy hết mình với bữa tiệc âm nhạc Social Dance. Không chỉ mang đến cho khán giả và ban giám khảo những màn trình diễn đặc sắc, lôi cuốn, các thí sinh còn đem lại nhiều điều bất ngờ và xúc động cho tất cả mọi người khi nhìn lại những hình ảnh của bản thân sau 7 tuần tham gia chương trình. Wow. Nga Nguyễn, Mai Trang và Ngọc Khánh là 3 thí sinh nằm trong top nguy hiểm. Bài nhảy chưa thật sự ấn tượng, cùng điểm giảm cân thấp, buộc Nga Nguyễn là người phải chia tay với cuộc chơi. Ai là thí sinh tiếp theo sẽ phải ra về? Đón xem bước nhảy ngàn cân, đêm thi thứ 8, ngay bây giờ! Xin chào đón những thí sinh tươi trẻ của bước nhảy ngàn cân. Soái ca tương lai Lộc Vượng và bạn nhảy Ngọc Anh. Vận động viên judo Ngọc Khánh và bạn nhảy Huỳnh Mến. Nam thần dance floor Thái Sơn và bạn nhảy Phạm Lực. Ca sĩ ngàn cân Xuân Lộc và bạn nhảy Hải Anh. Cô giáo mạnh mẽ Mai Trang và bạn nhảy Minh Hiền. Hot girl nụ cười tỏa nắng Tô Tố và bạn nhảy Đình Lộc. Ngàn cân Danger Fat Up đồng hành với nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Ai sẽ là quán quân của bước nhảy ngàn cân hôm nay? Sẽ là một trong những thí sinh mà quý vị và các bạn vừa theo dõi tiết mục trình diễn của họ. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho những gương mặt rạng rỡ trên sân khấu. Một lần nữa Trấn Thành xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Và ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi lại hành trình mà các bạn ấy đã vượt qua thử thách trong tuần này, đó là tập gym. Chào các bạn, hôm nay á là các bạn sẽ có một cái thử thách để đốt mỡ và đốt năng lượng. Hy vọng các bạn hôm nay sẽ làm tốt và các bạn cố lên. Thử thách ngày hôm nay là quá khó khăn. Chỉ có 3 từ để nói về nó: vất vả, vất vờ, vất vượng. Sử dụng một cái quả bóng 3kg thì khi mà mình nằm xuống mình gập bụng lên thì mình không thể lên nổi. Hai cái đùi mình nó rung lên. Không muốn tập nữa, rất là mệt, rất là mỏi. Nó không nặng nhưng mà cái cường độ tập phải khớp với nhà. Chỉ cần làm đến cái thứ 3, thứ 5 thôi, cơ bắt nó mỏi và nó run lên. Chỉ làm 2 nhịp thì mình làm 1 nhịp, chỉ làm 3 nhịp mình làm 1 nhịp rưỡi. Lần đầu tiên mà mình cảm thấy kiệt sức như vậy. Khi mà tập đến bụng, phần cơ của nó sẽ nóng lên, rất là khó chịu đến mức mà bạn muốn cầm dao, bạn xé phần cơ đấy ra luôn. Các bài tập rất là khác nhau và liên tục. Thở chưa được 5 giây nữa, huấn luyện viên lại kêu tiếp tục. Bọn mình đã đạt tới 100 cái gập bụng. Rất là hài lòng vì cơ thể khỏe mạnh, không còn ục ịch, nặng nề và đen đẹp lên. Quý vị
và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần luyện tập của các bạn thí sinh trong suốt một tuần qua. Và tuần này các bạn ấy đã có được những vóc dáng rất là thon thả, rất là đẹp. Còn bây giờ tôi đang thắc mắc là tại sao ngày hôm nay tôi ngồi trên cái quả cầu long lanh lộng lẫy này mà ban giám khảo đâu rồi? Dạ không sao, họ đang sắp ra rồi. Chúng ta hãy cùng chào đón ban giám khảo của chương trình ngày hôm nay. Quý vị thấy có gì lạ không ạ? Là ba vị giám khảo của chúng ta là có những cái bộ trang phục và rất là dân gian hả? Là tại vì cái chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay là dân gian và đương đại. Bên mé Harry với lại anh Hưng là dân gian đấy. Còn bên John là đương đại. Và còn tôi thì hiện đại chút xíu. Cố tình tôi làm vậy để cho tôi nổi bật vậy thôi. Về phía John Huy Trần, ngày hôm nay với cái chủ đề dân gian này thì John nghĩ là nó có một cái thể loại nhảy nào mà đặc trưng để mình đưa vào bài dân gian hay không? Chưa hiểu lắm nha. Có nghĩa là ví dụ jazz thì nó có cái động tác của jazz. Còn dân gian với lại đương đại, nó có cái động tác riêng của cái bộ môn đó hay không? Hay là mình mix lại với nhau? Thực ra nếu mà mình nói về đương đại thì nó tự do hơn. Nhưng mà cái kỹ thuật của đương đại nó đến từ ballet. Mỗi cái nó có cái kỹ thuật riêng. Nếu mà là jazz, hip hop, latin, đương đại hay dân gian, nó có một cái kỹ thuật riêng thì cái đó là cái khó. Mỗi tuần cái khó là giống nhau. Mình phải thuộc cái thể loại đó, mình phải làm đúng cái kỹ thuật đó. Thì đó, nói chung là hồi nãy anh nói tôi đặt câu hỏi anh không có hiểu, thì bây giờ anh trả lời xong là tôi cũng không có hiểu luôn. Quý vị hiểu không ạ? Dạ thôi, chúng ta không cần hiểu. Dạ, có những chuyện chúng ta trong đời đó là vậy thưa quý vị. Đôi khi nó bí ẩn chút xíu, nó sẽ thú vị ha. Để hiểu những gì John Huy Trần nói, quý vị hãy lên trên đó làm một động tác nhỏ nhỏ, đó là search Google. Biết đâu chúng ta sẽ hiểu. Còn Harry, dạ, hôm nay em được mời làm giám khảo khách mời của chương trình, rồi em mặc đồ cũng dân gian luôn, thì em nghĩ là em có thích cái thể loại nhảy này hay không, hay là em thích nhảy cái bộ môn nào? Bây giờ anh nói gì em cũng không hiểu luôn. Yes, thank you. Đúng rồi. Dạ. Anh nghĩ là đúng hiểu là dạ. Em thích nhảy nhất là môn nào, và dân gian với lại đương đại là nó có phải là cái em thích nhất không? Đó, vậy đi. Nói chung là bản thân Harry thì thật sự là nhảy hiện đại thì nó gần gũi hơn nên Harry thích hơn cái hiện đại. Nhưng lúc trước Harry cũng nhảy thử cái kiểu dân gian rồi thì cảm thấy nó rất là khó. Mình tưởng là những cái động tác thì nó rất là đơn giản và nó rất là dễ. Mà mình thử rồi thì cái tay nó phải cong, chân cũng phải cong. Nói chung là cái gì cũng phải cong hết. Mà đi một cái bước như vậy, nói chung là nó rất là khó. Ok, cảm ơn em. Cuối cùng em cũng không trả lời là em thích cái gì luôn đó. Em thích hiện đại. Ok. Dạ. Anh Hưng, bây giờ đến phiên anh nè. Trời ơi, may quá tôi gặp lại người Việt rồi. Trời ơi, tôi vui quá. Anh Hưng. Dạ. Anh đây. Hôm nay anh được làm giám khảo chung với hai cái người mà rất giỏi về tiếng Việt. Họ nói chuẩn và họ hiểu kỹ nữa anh. Thì anh có tâm trạng thế nào ạ?
Thật ra thì khán giả đã quá quen thuộc với cái cách sắp đặt câu chữ rất là lộn xộn, rất là dễ thương và ngây ngô của John Huy. Cộng thêm khán giả bây giờ còn biết cái cách trình bày diễn đạt ý tưởng của Harry Won như thế nào rồi. Ở đây có một người rất là giỏi để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt, đó là Trấn Thành. Bây giờ Thành muốn hỏi anh cái gì anh sẽ nói trước, rồi sau đó Thành sẽ dịch lại phía này sau. Anh Hưng á, là cái người thường hát nhạc xưa. Anh có một cái tình cảm đặc biệt gì dành cho những cái thể loại dân gian hay không? Hay là anh Hưng vẫn thích hướng về cái hiện đại? Hưng nghĩ rằng là bất kỳ bạn trẻ nào ở thời điểm này cũng sẽ chọn cái hiện đại là nhiều. Tới một lúc nào đó các bạn sẽ tự cảm nhận được cái dân gian nó ở trong máu của mình. Nó sẽ nổi bật ngay lập tức khi nó xuất hiện giữa một đám đông. Và điều này đã được chứng minh ở rất nhiều những chương trình dự thi khác nhau. Và đã làm rơi nước mắt của rất nhiều khán giả. Đó là cái hồn của dân tộc cần phải biết tôn kính, giữ gìn. Chương trình này được đặt ra màu sắc và cái chủ đề này là một điều rất là hay và thú vị. Hưng nghĩ đây là một điều rất là đáng để thực hiện và tôn vinh. Bởi vì hơn ai hết chúng ta đang ngồi ở đây, những người có dòng máu Việt Nam thì phải biết yêu thích những điều nhảy của dân tộc mình. Xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Và thưa quý vị, đêm nay là chúng ta có đến hai cái chủ đề. Một là dân gian và hai là đương đại. Các bạn sẽ có hai hướng để mình lựa chọn. Để biết được là tuần trước tiết mục nào được giám khảo bình chọn là xuất sắc nhất để chúc mừng cho vị khán giả may mắn thì xin mời giám khảo công bố kết quả. Thì tuần vừa rồi mình thi cái thử thách là Social Dance. Anh Đàm Vĩnh Hưng với John Huy nhớ về hai cái bài Bachata của Thái Sơn, Phạm Lịch và Xuân Lộc và Hải Anh. Hai bài cũng tuyệt vời nhưng mà cái bài xuất sắc nhất là bài của Thái Sơn và Phạm Lịch. Xin được chúc mừng cho hai bạn. Và xin được chúc mừng cho vị khán giả may mắn đã nhận được giải thưởng 10 triệu đến từ chương trình. Và xin được chúc mừng cho chủ của thuê bao được hiển thị trên màn hình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục cực kỳ hấp dẫn. Đó là tiết mục giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút. Chào mừng quý vị trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Thưa quý vị, cách thức tính điểm cũng giống như những tuần trước mà thôi. Chúng ta có phần cho điểm của giám khảo sau phần thi của các bạn thí sinh. Sau đó sẽ cộng điểm đó với là điểm các bạn đã giảm cân sẽ ra được tổng điểm của một thí sinh. Và thí sinh nào có điểm số thấp nhất trong tuần lễ sẽ phải chia tay với chương trình. Quý vị khán giả cùng đồng hành với chương trình bằng cách là nhắn tin để dự đoán xem tiết mục nào sẽ được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần. Soạn tin nhắn với cú pháp là BN khoảng cách, mã số thứ tự biểu diễn và gửi về tổng đài 8369. 3.000 cho một tin nhắn, quý vị hãy nhanh tay nha. John có sợ cái gì không? Có. Có sợ ma không? Có. Cái đó bình thường mà nhiều người sợ ma. John sợ tới mức độ nào, là dám coi phim ma hay không hay là... Không. Không luôn. Mình cũng có gặp nhiều trường hợp ở ngoài là giống mình có cảm giác. Xong khi nào mình có cảm giác thì cái đèn nó tắt hay cái gì rớt xuống thì... cái đó là đủ rồi, mình không cần xem phim đâu. À, có nghĩa là John thấy những hiện tượng ở ngoài là đã đủ sợ rồi đúng không? Về mặt tâm linh học và khoa học, người ta đã chứng minh rõ ràng cái hiện tượng này người ta gọi là nhát gan ha. Nhát gan. Đúng rồi. Scare. Harry. Dạ. Em có sợ ma không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì em chưa bao giờ thấy ma. Anh này lại nghĩ khác, em không sợ ma là tại em sống kế bên con quỷ thì em sợ cái gì nữa. Đúng rồi. Vậy thì cái nỗi sợ của em là cái gì? Lem bèm của đàn ông. Chúng ta chuyển câu hỏi sang cho giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Đúng rồi, em thấy cái người đàn ông mà nói nhiều mà lèm bèm mà nói suốt cả ngày là nói em sợ. Nói hoài mà nói rồi mà nói hoài, nói rồi mà nói lại, rồi nói xong rồi nhai lại. Em sợ cái đó nhất. Ừ, chắc bà thì không. Con gái thì không sao, mà đàn ông mày làm vậy thì hơi khó. Mình chuyển câu hỏi qua cho giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Con gái mà như vậy, nếu mà đàn ông mà nói như vậy nó không được đàn ông lắm đúng không em? Dạ đúng rồi, không được manly cho lắm anh ơi. Oh yeah. Dạ. Anh cũng thích như vậy. Anh chị có cần một ly cà phê hay ly trà đào gì đó ra ngoài quán ngồi nói chuyện riêng. Chúng ta có một cái không gian riêng ngoài kia, có quán cà phê đẹp lắm. Chúng tôi quay lại câu hỏi cuối cùng vẫn về cho giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và tôi khẳng định đây là câu hỏi chỉ dành cho giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Anh sợ gì ạ? Hưng sợ nhất là con chuột. Chỉ sợ chuột. Harry sợ gián. Dạ đúng rồi. Ủa mà mặt anh cũng giống như con chuột. Vậy thì chúng ta cần phải sợ. Anh Hương, anh nói thật một câu đi. Mặt em có giống con chuột không? Không, con quỷ thì giống hơn. Giống gì? Chúng
ta nên về tiết mục của các bạn thí sinh. Chương trình chủ yếu cũng chỉ là về nhảy múa thôi mà. Những câu hỏi vớ vẩn tôi thiết nghĩ là chúng ta không nên đặt ra nhiều như vậy. Tôi thì là cái người không thích nó lòng vòng. Tôi lòng vòng chắc nó giúp được gì cả. Tôi thì thích đi vào vấn đề thôi. Mỗi người đều có một nỗi sợ riêng cho mình. Như vậy thì cách chế ngự nỗi sợ đó là một cái cách mà ai cũng phải đi tìm. Và chúng ta sẽ được theo dõi câu chuyện về cách chế ngự nỗi sợ hãi của mình với bạn thí sinh ngay sau đây. Chào đón Lộc Vượng. Mình cảm thấy khó khăn nhất đó chính là bài tập cơ bụng mi tạ. Cái lúc đầu tiên mà nhìn cái tạ thì mình nghĩ ô cái tạ này nhỏ này thì nâng là dễ lắm. Nhưng mà chỉ cần làm đến cái thứ 3, thứ 5 thôi thì tự nhiên cái cơ bắt nó mỏi và nó run lên. Cảm giác như là toàn bộ những cái cơ bụng của mình là như kiểu bị rách ra ấy. Rất là đau đớn, chỉ khoảng tập 5 đến 10 phút thôi là mình thở không ra hơi luôn. Đầu óc thì choáng váng, trong mồ hôi vã ra như tắm. Cái tuần đầu tiên khám sức khỏe thì toàn bộ bọn mình đều bị mắc gan nhiễm mỡ. Nhưng mà đến tuần thứ 8 này thì không còn một tí mỡ nào ở trong phần gan nữa. Dường như là cái cơ thể mình dần trở lại là bình thường rồi. Vì thế mà cái việc giảm cân mình sẽ phải tập luyện nhiều hơn gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với trước kia. Thì mới mong giảm được một cái số ký là tốt hơn. Bài nhảy của tuần này thì có rất là nhiều những chuỗi động tác lăn, lê, trườn, bò trên sàn nhà. Và một điều mà mình sợ nhất đó chính là cái phần diễn xuất, là ngay kể cả là khi tập hay là khi diễn cũng vậy, là mặt mình cứ đơ ra. Dường như đây là một cái điểm yếu cực kỳ lớn của mình. Rồi nó tuột ra luôn thì chết mất. Tôi nói rồi mà, thấy chưa? Nắm thằng nhỏ quá mà. Trời ơi, người ta ốm rồi, không có cái bụng nữa đâu mà tuột quá. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt thưa quý vị. Lộc Vượng và Ngọc Anh. Quý vị khán giả mà thích tiết mục này và chúng ta bình chọn cho tiết mục này sẽ là tiết mục được giám khảo bình chọn xuất sắc nhất tuần, thì hãy soạn ngay tin nhắn BN khoảng cách 01 gửi về 8369. 3.000 cho một tin nhắn, quý vị hãy nhanh tay nhé. Phải nói là cho đến thời điểm ngay bây giờ, Ngọc Anh vẫn là một trong những vũ công có những kỹ thuật cá nhân kinh người mà rất nhiều đồng nghiệp phải kính nể. Quá xuất sắc. Hôm nay em làm quá tốt. Nhìn cái mặt lạ luôn. Trời đất ơi, đẹp trai. John thấy sao về bài này? Hơi sợ. Sợ đúng không? Hay ghê ha. Nếu mà khán giả mới xem cái bài này thì mình sẽ không biết ai là dancer chuyên nghiệp. Yeah. Tại vì trong bài này Vượng em nhảy ngang với Ngọc Anh. Yes. Ngọc Anh là một dancer chuyên nghiệp.
kỹ thuật cao. Và trong cái bài này hôm nay, cơ thể của em nhìn rất là chất, rất là mạnh, khỏe, rất khác với cái tuần trước. Và cái kỹ thuật và cái động tác nhảy của em, anh cũng không tin được. Tại cái bài này nó đúng là một bài khó. Thực sự em làm cho anh xúc động. Tại anh thấy em nhảy như vậy, kỹ thuật cao như vậy, mượt như vậy, hay như vậy. Anh rất tự hào em. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Giang Huy Toàn. Thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi để tôi phải nói rõ hơn, quý vị biết là đôi khi đây cũng không phải là một con ma thật, mà đôi khi đó chỉ là chính là cái tâm ma của con người khi mà người ta làm một cái gì đó tội lỗi, mà người ta tự dọa mình bằng cái điều đó. Anh Hưng, anh có đồng cảm với cái bài này không ạ? Trước tiên là anh thấy một cái sự thay đổi rất là rõ nét về trọng lượng ngoại hình của Lộc Vượng. Chúc mừng em điều đó trước tiên nhé. Thứ hai, một bài dựng thật sự là xuất sắc, vì là vô số những cái động tác và những cái tổ hợp nó khó, phức tạp, nó cứ chồng chéo liên tục. Họ đòi hỏi một cái người biểu diễn nó phải nắm bắt kỹ thuật rất giỏi và nhớ bài rất là siêu giỏi luôn, để không có bị trật nhau tí nào. Tất cả những động tác mà làm cùng với nhau đó, len qua chân nhau nhé, chụp chân nắm cẳng hoặc là buông ra, tất cả mọi thứ rất là tích tắc, rất nhanh, nhanh lắm luôn. Mà chỉ cần sai một cái thôi nó sẽ đi kéo nguyên một giây đi theo, sai theo luôn. Nó viết xuống trước khi cho anh Huy nói luôn. Kỹ thuật nè, nhịp nè và nhạc cảm, cả hai ngang như nhau luôn. Anh chúc mừng tiết mục này. Harry, em có nghĩ đây là thí sinh của Bước Nhảy Ngàn Cân không? Không. Hồi nãy em nhìn trên màn hình và thật sự ở ngoài đời, tại giờ hai người đứng em không biết là ủa sao thí sinh chưa ra ta, em nghĩ vậy luôn á. Rồi em nhìn trực tiếp biểu diễn và trong đầu em nghĩ là đây là một cái trong mơ, anh này nằm mơ thấy con ma. Và con ma nó cứ chạy theo và bám sát mình hoài mà mình không thể thoát được. Mình muốn mở mắt, mình muốn đứng dậy mà nó cứ đi bám theo mình để cho mình cứ bị lôi cuốn. Những cái múa động tác của bạn và những cái biểu cảm của bạn làm cho Harry biết là cái này có nội dung gì. Bạn rất là hay. Xin chúc mừng. Như vậy là ranh giới của ngôn ngữ đã được xóa bỏ bởi những động tác mà chúng ta gọi là ngôn ngữ của hình thể. Bây giờ cho chị hỏi một câu cuối cùng vậy thôi. Bạn nghĩ là mình còn ký để giảm nữa hay không? Dạ có. Và mục tiêu của em là sẽ phải giảm thêm khoảng 5 hoặc 6 ký nữa. Bạn được muối nào chưa? Dạ chưa. Chỉ là bớt phần mỡ thôi. Và vẫn còn một số ba rọi trong đó đúng không? Mục tiêu của chúng ta là cắt muối. Đúng không? Ừ. Thưa quý vị, những lời khen ngợi hầu như là tuyệt đối của ba vị giám khảo dành cho Lộc Vượng. Và bây giờ sẽ là điểm số từ ban giám khảo. Harry, em không biết tiết mục tiếp theo sẽ là như thế nào, nhưng mà bản thân Harry xem cái tiết mục đầu tiên phải cho điểm này thôi. Đó là một con số khiêm tốn. Harry cho 10. Không sao. Cái sự khởi đầu lúc nào nó cũng làm cho người ta vô cùng hồi hộp. Nhưng các bạn đã bỏ tất cả mọi thứ đó sang một bên để có bài diễn tốt nhất. Dạ. Thì không có lý do gì dưới điểm 10 cả. Trời ơi, còn nói gì nữa. John, lật nhẹ màn hình đi nè. Tại cái tiết mục đầu tiên mình xét cái tiêu chuẩn. Dạ. Thì bình thường mình phải khó hơn một tí xíu. Đúng rồi. Thì với anh thì anh phải phải sao? Đưa tụi em 10 điểm. Trong cái tình huống này thôi, đây là tiêu chuẩn của ngày hôm nay. Tổng điểm của em là 10 từ ban giám khảo. Mời em lên bàn cân. Giảm cân tốt mà còn 3 con 10. Cân nặng cũ của bạn là 73,8 kg. Cân nặng mới là 70,5 kg. Bạn xuống 3 kg, tương đương với 4,5%. Tổng điểm 14.5. Đây là điểm số cao nhất trong lịch sử của Bước Nhảy Ngàn Cân. Chúc mừng Lộc Vượng. Sau 8 tuần, bạn giảm được 24,5 kg. Wow. Thưa quý vị, tôi thấy bạn ấy xuống giảm cân được thì tôi lại lo. Tình trạng của tôi hiện giờ là 68 kg. Mà giờ ông 70,5 rồi. Mà tuần sau ông nói ông đòi xuống mấy ký nữa. Chẳng lẽ thí sinh mà nó ốm hơn MC? Nhục lắm. Không còn biết nói gì nữa. Anh Hưng thân mến, giả sử trong cuộc đời có một cô gái đã có bến đỗ như Harry Won chẳng hạn, nhưng nghịch cảnh thay, anh lại phải lòng cô ấy, yêu cô ấy mới chết chứ. Em đang nói về em đúng không? Dạ không, 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 không. Em nói là nếu anh gặp một trường hợp như vậy, anh phải lòng một cô gái đã có bến đỗ, anh có dám
xé rào để chinh phục cô ấy ngay khi cô ấy đang có một người tình hay không? Thật sự là cũng khó. Mình phải nói về khía cạnh trái tim đi. Mình sẽ làm tất cả những cái điều gì trái tim mình mách bảo. Nếu như cái tình yêu đó nó không có vị trí cho mình thì chắc chắn mình sẽ là người thất bại. Tuy nhiên mình phải được quyền thử. Hương có một người bạn, có người yêu này nha, rất là thân, hai người đang yêu với nhau. Có một người khác tới nói rằng là anh phải nhường cô ấy lại cho tôi. Có bao giờ trong đời anh đã từng làm điều này chưa? Chưa, Hương làm lén lút thôi. Và thành công được bao nhiêu lần ạ? Vài lần. Vài lần. Cũng lâu lâu cũng có thất bại chứ đúng không anh? Thất bại đau thương. Nhưng mà thất bại như vậy đó thì mình lại quý cái người đó hơn. Yeah. Vì người ta chung thủy. Đúng rồi. Người ta giữ được cái tình yêu đó của người ta. Đó thì mình cảm thấy mình thử xấu hổ. Không, em không nghĩ là người ta chung thủy đâu. Do lúc đó em cảm thấy là người ta hơn anh. Ừ, em nghĩ vậy. Thôi, đừng có lái qua chuyện khác hay nha. Harry, câu hỏi dành cho em là có một người soái ca như Mr. Đàm mà yêu em có bị lay động trong tình yêu đó hay không? Anh ơi, em nghĩ là anh biết câu trả lời. Oh. Hay nha. Như thế này nè, Harry, anh đoán này nè. Dạ. Người phụ nữ Việt Nam nói chung á, cái tâm lý người ta muốn tới được với người đó một giai đoạn rất là lâu. Dạ. Phải có cho người ta thấy được cái sự vững chắc, sự yên tâm, tình yêu thương nó có thật. Dạ. Chứ không thể gì người ta đơn giản là thấy ngoại hình hay là thấy một cái gì đó hào nhoáng bên ngoài người ta yêu nhanh được đâu, đúng không? Dạ, dạ. Phải có một cái gì đó rất là lâu dài và cảm thấy nó gắn liền và tìm thấy đúng đây là cái người của mình này, thì họ dám đem trái tim của mình gửi cho người đó, dám đem cả một cái hạnh phúc đang có sẵn của mình đó, để có thể gắn kết với một cái hạnh phúc mới. Cái điều đó người giỏi lắm mới làm được chuyện đó. Hay em ha? Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, chúng ta tạm gác lại những câu chuyện về hột xoàng và danh vọng. Vâng. À, về tình yêu thì muôn màu quý vị ạ. Những câu chuyện đôi khi chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Tại sao tôi lại hỏi như vậy? Là vì tôi muốn quý vị cảm nhận được cái cách mà người ta đối xử với nhau trong một cái mối tình hơi ngang trái. Rằng là có những người cố gắng tấn công trong khi người đó đang không muốn người này tấn công, thì phụ nữ thường sẽ xoay sở như thế nào? Thưa quý vị, một câu chuyện rất quen thuộc từ sự tích của Thị Hến và Quang Huyền ngay bây giờ sẽ được tái hiện trên sân khấu qua phần biểu diễn của Hot Girl Tố Tố. Thử thách kinh khủng nhất đối với mình đó là thử thách đầu tiên, tại vì nó sử dụng cơ bụng của mình rất là nhiều. Sử dụng một cái quả bóng 3kg thì khi mà mình nằm xuống mình gập bụng lên thì mình không thể lên nổi. Những cái cơ mà nó tác động vào rất là đau. Chị Trang cứ đứng và thúc đẩy mình là phải cố gắng lên, nhưng mà thật sự là lúc đó rất là mệt, rất là đau cơ bụng. Lần đầu tiên mà mình cảm thấy là mình kiệt sức tới như vậy. Mình có hơn 50% cơ thể là mỡ. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cơ thể của mình giảm cân không được đều. Cổ tay hoặc là chân hoặc là đùi, tất cả mọi thứ đều nhỏ lại. Nhưng mà phần thân trên của mình, có thể là từ bụng lên vai hoặc là phần sau lưng thì nó lại không nhỏ lại. Tuy là mình đã giảm được gần 18kg nhưng mà cảm giác chưa có sự thay đổi nào rõ rệt cả. Khó khăn tuần này của mình đó là mình chưa bao giờ được tiếp xúc với thể loại múa dân gian. Tính của mình thì hơi vụng về một chút, thì đó cũng là cái cản trở đối với mình. Oh,
như có một cái sự sắp đặt ở đâu đó. Vâng, quý vị khán giả nào cảm thấy tiết mục này hấp dẫn và chúng ta hãy bình chọn cho họ để dự đoán xem họ có được giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất trong tuần này hay không. Phản tin nhắn BN khoảng cách 02 và gửi về tổng đài 8369. 3.000 cho một tin nhắn, quý vị hãy nhanh tay nha. Thưa quý vị, em bước ở đây, trời ơi thấy thương quá. Trước khi nhận xét, phải cho quý vị thấy được nỗi đau ngọt ngào của cô gái này. Cái vai bầm hết trơn, màu này là màu đen tím nè, bầm nát hết trơn. Rồi hồi nãy diễn á, rồi đụng mạnh gì đâu có đau nữa không? Dạ không, giờ thì hết đau rồi. Đình Lộc là một trong những cái người thầy mà đưa ra động tác lúc nào cũng có những cái chiêu trò bưng bê rất là khó. John thấy sao về bài này? Rất thích bài này, thích nhiều nhất cái sự hài hước trong cái bài này. Mấy cái khách hai bạn diễn trên cái sân khấu và cái động tác lọt hay vuốt râu. Yeah. Và lúc đó tôi em rất là thái độ, lúc em nhìn qua giống em không quan tâm và em cũng chọc theo đó. Anh rất thích cái đó. Anh muốn khán giả nhìn sâu hơn trong cái bài này tại mình thấy cái sự hài hước, mình thấy nó vui. Anh không muốn người ta quên cái sự khó trong cái bài này vì anh thấy một cái mới. Bình thường mấy cái tuần trước, chừng nào bạn dancer bưng bê thí sinh thì chừng nào mình xuống mình hơi nặng. Nhưng mà anh thấy mỗi lần Lộc bưng bê em và em xuống em rất là mượt, em kiểm soát mấy cái bước. Nó mượt lắm, nó hay lắm. Em xuống em nhảy tiếp, em múa tiếp. Đó là một cái phần tiến bộ trong cái với cái trọng tâm của em. Và bài này cũng chất lượng rất cao. Cũng rất là chất lượng luôn đúng yes. không? Harry Won, em thấy sao về câu chuyện này? Bản thân Harry thì cảm thấy câu chuyện nó rất là giải trí và em có cái cảm giác là cái vấn đề này nó rất là khó nhưng mà giải quyết một cách khéo léo và thông minh của phụ nữ. Harry rất thích là cái biểu cảm của cô này, nụ cười của cô này rất là tỏa sáng, nó rất là xinh xắn. Có nghĩa là giải quyết bằng một hướng hài hước. Dạ. Nhẹ nhàng, dễ chịu. Còn anh Hương thì sao ạ? Em quan sát Tố nha. Hai người nhận xét thì bạn anh nhỉ không có vui lắm hay sao? Có cái gì đó hình như em cần phải làm hơn nữa đúng không ạ? Nói luôn cho anh Đàm nghe. Dạ không phải đâu. Tại vì á, hôm nay em không được khỏe nên em nhảy xong em thở thôi anh. Bệnh gì? Dạ sốt. Nóng quá. Em nó sốt anh. Dạ okay. Sốt nhiều khi mặt đứng nghe gần xét ấy. Đối với anh đây là bài thi dạ. Thú vị. Có nhiều những cái tổ hợp với động tác nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao. Cái vấn đề được đặt ra là Lộc và Xuân Thảo đặt một bài thi ra rất là phức tạp và rất là mạo hiểm. Có những cái bưng bê nó khá đẹp. Thật sự là anh vẫn cần một cái điểm nhỏ xíu nữa thôi để nó bung lên cái. Cho nó đã hơn. Dạ, đã thì dạ. Nó vẫn còn thiếu một chút xíu. Mọi thứ đang dẫn nó cứ bị kéo dài. Cần cái chốt lại một cái thì anh vẫn chưa thấy cái chốt đó. Anh thật sự là anh đang trông chờ để anh có thể mạnh dạn dùng tất cả những lời khen tốt nhất cho tiết mục này. Nhưng mà nó vẫn níu anh lại một chút xíu gì đó. Cho dạ, đúng không? Dạ, dạ, đúng một rồi. Chút xíu thôi à. Cho nên mình rút kinh nghiệm. Những bài thi mình phải tìm ra được cái chìa khóa đắt giá nhất để mình có thể lấy được cái sự wow của giám khảo cũng như là điểm cao của họ. Yeah. Có lẽ một phần là do cho cái phần rượt đuổi hơi nhiều, nó không có tạo thành một cái gì đó nó xuyên suốt. Ý anh Hương muốn là một cái kết nào đó nó phải bất ngờ và nó thuyết phục hơn nữa phải không ạ? Uh-huh. Dạ vâng. Hương nghĩ là với người giỏi như Lộc thì sẽ có nhiều cái chiêu hay hơn nữa trong dạ vâng. cái vòng sắp tới. Yeah. Thưa quý vị, mỗi giám khảo sẽ có một ý kiến. Hy vọng là bài thi của các bạn sẽ được quý vị khán giả yêu thích. Bây giờ hãy xem là điểm số các bạn nhận được là bao nhiêu. Harry. Thật sự thì Harry cũng có học thử cái múa dân gian rồi nên Harry rất là biết là cái nỗi khổ, khó khăn của cái múa dân gian. Chính vì thế nên Harry sẽ tặng cho bạn 9 điểm. 9 điểm. Anh Đàm. À, 9 điểm. Và John cũng là 9 điểm. Điểm trung bình của các bạn đó là 9 và mời bạn về bàn cân. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu của Tố là 72,2 kg. Hiện nay con số đấy trở thành 69,2 kg. Số ký giảm được là 3 kg. Điểm tương đương là 4,2%. Tổng điểm của bạn là 13,2. Chúc mừng bạn, rất cao. Quý vị và các bạn thân mến, sau 8 tuần, bạn giảm được tổng cộng 20,8 kg. Thưa quý vị, sẽ còn 4 tiết mục vô cùng hấp dẫn đang chờ đợi quý vị và các bạn ở phía trước. Đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng các bạn đang trở lại với Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng dân gian Việt Nam của chúng ta thì có rất nhiều những loại nhạc cụ
với góc độ là một người chuyên hát về những cái bài nhạc rất là xưa mà quý vị thấy là nhiều khi rất là ít người biết, nhưng mà anh Hưng anh vẫn nghiên cứu và đi tìm tòi những cái bài hát đó để mà biểu diễn và kết hợp những cái bài phối rất là lạ. Thì anh Hưng là cái người thích sử dụng loại nhạc cụ dân gian nào nhất của Việt Nam khi đưa vào âm nhạc ạ? Thật sự là Hưng thích nghe đàn tranh. Nếu mà đưa một bài nhạc Việt Nam vào thì nó có nhiều cái nhạc cụ để có thể làm cho người ta phấn khích lắm. Ví dụ như là cò nè, sáo nè, trống cơm nè, hoặc là có những cái bộ gõ, đàn ta rưng nè. Nghe là biết màu sắc của Việt Nam liền. Tuy nhiên cái hình ảnh mà gắn liền cái tuổi thơ của mình nhiều nhất bất kỳ ai chúng ta là cái trống cơm. Bài hát trống cơm nó cũng nổi tiếng, mà người nào cũng hát theo rất là dễ dàng. Dạ vâng, thưa quý vị, vô tình thí sinh ngay sau đây sẽ lựa chọn bài hát trống cơm đó. Vâng, làm bài nhạc chủ đạo để biểu diễn ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần biểu diễn của Thái Sơn. Trong số tất cả bài tập thì mình sợ nhất bài lăng, bạn phải đi lùi. Cơ đùi của mình nó vốn nặng và to, nên khi mà mình xuống được rồi thì đứng lên được rất là khó. Thế nữa bạn phải đội thêm một quả bóng 5kg ở trên đầu. Mỏi, mệt, nản, các nhóm cơ thì buốt lên, run bần bật. Tất cả những cái đấy nó cộng lại với nhau thành một cái thứ cảm giác mà mình không biết diễn tả như nào cho được. Trên người mình thì hiện nay vấn đề khổ sở nhất đó là ở vùng bụng. Khi mà bạn tập đến bụng, phần cơ của nó sẽ nóng lên, nó cứng và nó rất là khó chịu đến mức mà bạn muốn xé phần cơ đấy ra luôn. Mặt mình căng như dây đàn. Chưa bao giờ mình tập xong một buổi mà các cơ bắp tay, cơ chân, cơ bụng nó lại lên hình, lên nét rõ đến như thế. Trong tuần vừa rồi, bác sĩ đã tư vấn tình hình sức khỏe của mình đang tiến triển khá tốt. Vấn đề về gan nhiễm mỡ đã từ mức phát hiện có đã chuyển xuống còn mức nhẹ, khá vui vì điều đó. Chủ đề tuần này của bọn mình là dân gian đương đại. Đây thực sự là một thử thách rất là lớn đối với mình bởi vì mình chưa học múa bao giờ. Thêm nữa là những thế bê đỡ mới, phải bê thượng, ngồi di chuyển, xoay xoay chính xác nhất để không thể rơi được bạn nhảy, và mình rất sợ điều đấy. Mình phải cố gắng bình tĩnh hơn để không có những vấn đề sai sót mà có thể khiến mình ân hận cả đời. Phạm Lịch, hai bạn rất là giỏi biểu diễn một bài liên tục như vậy mà gương mặt thần sắc vẫn rất là tươi. Xin một lần nữa một tràng vỗ tay cho họ, thưa quý vị. Quý vị khán giả nào mà yêu thương tiết mục này, chúng ta hãy dự đoán xem là họ có được giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất của tuần qua hay không. Hãy soạn BN khoảng cách 03 và gửi về 8369 để bình chọn cho Thái Sơn và Phạm Lịch 3.000 cho một tin nhắn. Quý vị hãy nhanh tay nhé. Harry, em có thích cái tiết mục vừa rồi hay không? Dạ, tiết mục vừa rồi là động tác thấy đơn giản nhưng nó rất là hiệu quả, làm cho người xem có thể hiểu được cái nội dung này. Bạn á, nụ cười rất là đẹp. Bạn không... nào, bạn nào? À, bạn này hả? Bạn này hả? Bỏ qua đi, dẹp đi. Nhưng thỉnh thoảng, bạn á, cũng hơi bị căng thẳng. Thì lúc đó mặt lại hơi đơ đơ. Nhưng bạn nhận thức cái là bạn lại cười tươi nữa. Thì bản thân Harry cảm thấy bạn đâu phải là dancer chuyên nghiệp. Nhưng bạn có thể làm ra được cái điều đó. Harry cảm thấy rất là hay, xuất sắc. Cảm ơn Harry. Mời John. Nếu mà Harry thấy cái động tác
là đơn giản. Đó là một cái thành công của hai em. Tại mấy cái tổ hợp, mấy cái động tác nó rất là phức tạp, nhưng vì mình làm tốt, sạch, mượt thì khán giả sẽ thấy đơn giản. Đó là một cái thử thách lớn nhất với dancer. Mình phải lấy mấy cái khó và làm cho nó nhìn dễ và đơn giản. Thì chúc mừng em về cái điều đó. Một cái nữa, anh rất là ấn tượng về cái sức mạnh của Sơn trong hôm nay. Em có nguyên một cái tổ hợp bưng bê luôn. Nó vô một hình, xong thay đổi một cái bưng bê khác, xong nó thay đổi một bưng bê khác. Nhiều cái rất là khó. Và lúc đó em đang quay, xong em thả lịch xuống và lịch xuống rất là mượt. Tổ hợp bưng bê lần hai, rất đó anh hơi căng thẳng một chút xíu. Anh biết tụi em cũng sợ. Vì mấy ngày trước lúc anh xem tụi em chạy chương trình, em làm rớt trì lịch mấy lần trên cái đầu. Rớt mà cái đầu xuống trước á hả? Yes. Oh my god. Lúc anh xem anh không biết nếu mà tụi em sẽ giữ cái động tác đó hay bỏ. Nhưng anh thấy tụi em giữ cái động tác đó thì nó rất là mạo hiểm. Nhưng nó cũng là một cái thông minh vì hôm nay tụi em làm tốt. Wow. Có thể chia sẻ một tí cảm xúc sau khi đã đáp đất bằng đầu nhiều lần. Mấy cái lần mà xảy ra sự cố như vậy thực sự là đau là trước tiên, và cũng rất là giận Sơn khi mà mọi cái nỗ lực của mình khi mà truyền đạt lại cho Sơn nó không thành công. Nên những lúc đó thì em cố gắng là bình tĩnh, không nói chuyện với Sơn, và cần cho cả em lẫn Sơn có một cái khoảng thời gian suy nghĩ xem mình đã tập luyện như thế nào. Và ngày hôm nay là câu trả lời của Sơn là đã không có chuyện gì xảy ra. Khoan, cái bình tĩnh của lịch lúc rớt trên cái đầu là đứng lên, đạp cái chân mạnh, mở cửa, bùm. Đó là bình tĩnh của lịch kìa. Trời đất ơi, cái gì mà giạch mặt. Không, anh biết em, sao có không? Dạ không ạ, vì cái cửa nó mở sẵn, em đứng cái là em đi luôn. Cái cửa mở sẵn em dặm cái làm đi luôn. Là không có cái động tác đập cửa lại phải không? Lúc là em đi là cửa nó có đập lại, nó tại gió em ha. Ừ, không phải tại em, nó tại gió thôi mà. Sơn, sư phụ em hiền lành không? Có. Sao có mà sợ thôi gì? Thôi em nói thiệt đi, lịch không? Dạ, chị có rất nhiều khuôn mặt, nhưng mà lúc hiền lành thì rất là đáng sợ, nhưng mà lúc vui thì như trẻ con ạ. Vậy là em là chủ shop mặt nạ ha cưng? Dễ sợ thiệt chứ. Anh Đàm Vĩnh Hưng, anh nghĩ sao? Anh thấy cái câu chuyện vừa rồi, anh tin ai nhiều hơn? Anh tin anh John hay là tin Phạm Lịch ạ? Tin cả hai. Trời ơi, anh dễ thương quá. Thứ nhất là Lịch, em là một người rất là chịu chơi, chịu dấn thân và dám thách đố bản thân mình. Và dám đặt niềm tin cho người khác. Bằng chứng là em đã đoạt nhiều tuần liên tiếp về tiết mục được giám khảo yêu thích. Trong cái phần thi này là thực tế là cái bài trống cơm có rất là nhiều phiên bản. Mà tụi em rất là can đảm để chọn cái phiên bản mà a cappella. Mặc dù nó có nhịp nhưng nó không phải là một điều thuận lợi. Nó không có trống, không có nhạc cụ để cho tụi em có những cái beat để đếm chính xác. Nhưng một cái sự mạo hiểm, một sự thách thức rất là lớn. Anh thích trò chơi mạo hiểm này. Cái thứ hai là cái kết rất là duyên dáng và hợp lý. Cái chìa khóa đôi khi nó chỉ là một cái móc nhỏ thôi, khởi nhẹ lên là cái cánh cửa nó mở toàn ra. Có thể mình làm cái gì nó rầm liên tục luôn mà nó không có cái mấu chốt nào hết thì cũng sẽ làm cho người ta bị dẫn đi vòng mà không tìm thấy cái then chốt của bài thi ở đâu hết. Và cái cốt lõi của cái bài thi này theo anh quan sát chính là một cái sự lôi cuốn rất mạnh mẽ, không có rời mắt tụi em được phút nào hết. Chúc mừng. Rất là nhiều những lời khen ngợi từ phía ban giám khảo dành cho hai bạn. Và rõ ràng là chúng ta cũng có niềm hy vọng là họ sẽ cho điểm cao, đúng không ạ? Bây giờ sẽ là điểm số từ các vị giám khảo. Mời Harry. Khán giả nghĩ là bao nhiêu ạ? Xin chúc mừng. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Nhiều từ như vậy, tôi mà cho điểm thấp hơn điểm 10 chắc tôi bị quánh chết. 10. Và John. Tại lúc đầu cái bài của Lộc Vượng và Ngọc Anh là set cái mức ngon quá rồi. Dạ, cao quá rồi. Thì anh cần cái bài nó qua cái level đó, cái level đó luôn. Mười thôi, còn chuyện tới hay qua là mỗi người tự cảm nhận nhé. Điểm trung bình từ giám khảo của bạn là 10, đáp đất bằng đầu mấy lần cũng xứng đáng em hen. Và bây giờ là điểm số giảm cân, mời Thái Sơn. Cố lên nhá. Hôm nay Thái Sơn cũng hoàn toàn thay đổi rồi. Rất là đẹp trai, gầy lắm. Thưa quý vị, cân nặng cũ 83kg và cân nặng hiện tại 80kg, giảm 3kg, tương đương với 3,6%. Tổng điểm 13,6, chúc mừng bạn. Wow. Quá cao. 3 thí sinh đầu ra là áp lực rất lớn cho những thí sinh còn lại. Sau 8 tuần,
bạn giảm tổng cộng 25,2 kg. Wow, rất là nhiều, chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay số điểm cao nhất đang thuộc về Lộc Vượng là 14,5 điểm, và điểm thấp nhất đang là Tố Tố 13,2 điểm. Phải nói là thí sinh hôm nay quá xuất sắc. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi ngay một tác phẩm của bà Hồ Xuân Hương. Bà nổi tiếng với cái bài thơ Bánh Trôi Nước, và bài thơ đó ngay bây giờ sẽ được phổ nhạc và được biểu diễn bởi một thí sinh cũng có thân hình như chiếc bánh trôi nước, Xuân Lộc. Mình sợ nhất là nhảy cốc với bóng. Cái bụng to, khi mà nhảy cốc xuống thì bụng mình nó cứ ngắt, là mình đâu có ép được đâu. Mình ở trạng thái là bị chương sình y như con cóc. Vì tay mình rất là yếu nên khi mà ôm quả bóng phải đi liên tục, không được ngừng. Chân mình nó tê cứng lại, mình rất là sợ nâng cái gì nó nặng. Thì hôm nay bọn mình phải nâng tạ, tay chân mình rung bật, mình chỉ muốn thả xuống. Cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy là đuối sức nhất từ trước tới giờ mà mình gặp phải. Mình và chị Hán đã tìm ra một bài tập quấn ni lông quanh bụng và tập mồ hôi ra nhiều hơn. Cảm giác là cái lượng mỡ trong người nó đã nhẹ hơn. Khi mà không có chị Hán thì mình phải quay video để mình gửi cho chị Hán là ngày hôm nay mình đã tập luyện cái gì. Nếu mà mình đã tập đủ thì chị Hán sẽ cho mình nghỉ ngơi, còn không là mình phải tập tiếp. Tuy là mình đã giảm được nhiều cân nhưng cái sự chuyển động của mình nó còn khá là chậm chạp. Cũng là ở cái bụng quá bự gây khó khăn cho cái việc bưng bê, nên mình phải cố gắng giảm cân nhiều hơn nữa và thực hiện cái bài múa lần này thật là tốt. Tụi em cứ giữ như vậy nghe và nhận xét nha tụi em. Ừ, tư thế này đẹp. Tội nghiệp mà. Thưa quý vị, còn gì nữa, ba vị giám khảo đã đứng dậy, một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Đây là tiết mục duy nhất cho đến thời điểm này cả ba vị giám khảo phải bật người khỏi ghế. Quý vị còn chần chờ gì nữa, nhắn tin ngay cho họ BN khoảng cách 04 gửi về 8369. 3.000 cho một tin nhắn, quý vị hãy nhanh tay nhé. Nếu quý vị tin họ sẽ được giám khảo lựa chọn là tiết mục tốt nhất. Mời anh Hưng, tôi thấy anh ngạc ngơ ngác luôn. Anh không thể nào nói được luôn á, không biết phải nói cái gì bây giờ luôn thiệt. Nó rất là tuyệt vời. Anh chỉ nói là tại sao không để cái bài này tới chung kết? Đúng rồi. Ủa? Nó hay quá, quá sức là hay luôn. Trời ơi, anh tưởng anh đang xem phim của Trương Nghệ Mưu á. Với cái âm nhạc đó, với cái trang phục đó, thần thái đó, động tác đó, và cái bước chuyển mình qua lưng của Xuân Lộc. Hai anh ơi, anh tưởng nó là những thước phim chiếu chậm, trên cả tuyệt vời. Anh đã xem múa và gặp rất nhiều những cái bài thi, anh chưa bao giờ thấy cái slow motion nó diễn đạt ở bên ngoài mà nó xuất sắc như vậy.
thiệt, nó dùng kỹ thuật điện ảnh để người ta làm chậm lại thì có, nhưng mà chưa bao giờ thấy một thực tế như vậy. Nó trên cả tuyệt vời. Ban tổ chức thay đổi cái thang điểm ngay lập tức cho tôi cần phải cho 20 điểm. Xin cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và mời John, cũng là một người ngơ ngác. Ghê quá. Các bạn làm anh John đỏ mặt như lúc dậy thì đấy. Yes. Lúc đó anh có một cái cảm giác mới là nổi da gà. Cái phần kiểm soát của em trong mấy cái động tác này rất là khó. Mình nói cái một cái động tác chân développé. Développé là cái chân lúc mình kéo lên và mình bỏ ra như vậy. Đá qua đó, xong em làm rất là đẹp. Em diễn anh quên. Quên là nó có cái gì ở phía sau và lúc đó anh không biết là cái gì sau đó. Phùm, hay cái quạt, đúng không? Đúng rồi. Anh thấy mấy lần có nhiều bài nó sử dụng đạo cụ để cho có vậy thôi. Nhưng mà cái phần logic trong cái bài này, cái cách sử dụng đạo cụ, mọi thứ nó rất là liên kết và liên quan. Just tuyệt vời, tuyệt vời. Nó không biết cái từ gì hơn tuyệt vời. Có gì wow. hơn tuyệt vời không? Nên rất là vi diệu. Vi diệu. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Just. Ooh, wow. Boom. Wow, 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 wow. Sự sáng tạo quá thông minh. Quá hay, Harry. Còn lời khen gì nữa để em nói hay không dành cho hai bạn? Từ đầu đến cuối luôn, Harry không biết phải chê chỗ nào luôn. Và Harry không thể nào tưởng tượng là mặt dễ thương như này. Tại sao có thể ra cái mặt rất là nguy hiểm và bí hiểm? Mặt rất là nguy hiểm không? Đúng rồi. À. Bạn này mặt rất là nguy hiểm mà vừa nghiêm túc nữa. Không phải là cái kiểu hài nha anh, chân thành. Anh làm thử xem. Ừ. Đó, bỏ qua đi, buồn cười lắm. Cái động tác lúc đầu á, cái tay nó lắc qua lắc lại này. Nếu mà người ta không có làm chuyên nghiệp á, nhìn nó rất là vụng về. Nhưng mà bạn thì làm cái gì động tác nào cũng ra như vậy. Những cái động tác cuối cùng nè, trời ơi, chinh phục Harry rất là nhiều. Bạn thân Harry giống như anh Đàm luôn, là tại sao cái tiếp mục như hay như thế này, tại sao không có làm lúc chung kết? Rất là cảm thấy rất là ổn. Bây giờ bạn tính làm sao? Chung kết bạn tính làm cái gì? Em cho anh một câu nói đi. Em nghĩ là em còn có thể làm hay hơn như vậy nữa hay không? Dạ, cho em thẳng vô chung kết đi, em làm cho coi. Hay, có duyên, thông minh. Câu trả lời hay. Em ơi, thật sự Harry nói đúng. Lúc mà tụi em làm hai cái tay này, nó đều chính xác kinh khủng khiếp. Chưa bao giờ anh đề nghị trong hai mùa, chưa bao giờ anh xin cái điều này cả. Anh thật sự là muốn xem lại. Yes. Còn nói gì nữa, anh Đàm Vĩnh Hưng nói như vậy, âm nhạc hãy vang lên, tụi em có nghĩ là tụi em làm lại một lần nữa được không? Dạ, yeah, tha thiết. Thật ra, tôi nói thật, tôi phải mời các bạn làm lại thôi, âm nhạc. Yes. Yes, yes. Thiệt. Quá xuất sắc, không biết nói gì nữa. Hai cái động tác, cái độ bung của ngón tay, nó cùng một lực. Đây là một tiết mục rất là hãnh diện của Bước Nhảy Ngàn Cân. Dạ vâng. Thưa quý vị, và bây giờ tôi đề nghị bộ phận cameraman dí sát gương mặt của người biên đạo để dàn dựng tiết mục này. Đó là một trong top 4 của thử thách cùng bước nhảy Hà Lộc. Cả hai mùa chưa bao giờ có những khoảnh khắc và cảm xúc như thế này từ giám khảo cũng như là sự cộng hưởng từ khán giả cũng như là diễn viên, chưa bao giờ có. Thưa anh, vậy thì còn chần chờ gì nữa, ba người xoay lại bảng điểm đi ạ. Trời ơi. Còn gì để nói, 1, 2, 3.
Đó là cô là muốn nhân đôi số điểm của tôi đó kìa. Dạ vâng, đúng, thật sự là nếu mà có 20 thì tuyệt vời. Tụi em rất là tài. Mời bạn về bàn cân. Amazing. Cân nặng ban đầu của bạn là 95,8kg. Cân nặng hiện tại là 93,2kg. Bạn giảm được 2,6kg, tương đương với 2.7%. Tổng điểm là 12,7. Đây là điểm số thấp nhất cho đến thời điểm hiện nay. Tôi không biết tôi nói như vậy có công bằng cho mọi người lại hay không, nhưng mà thật sự là tôi thì tôi muốn có một cái kết quả khả quan hơn cho bạn, là vì tiết mục vừa rồi nó quá sức cái tưởng tượng của mọi người. Thôi chúng ta hy vọng vào phút cuối cùng nhé. Quá trình giảm cân của Xuân Lộc như sau. Bạn đến với chương trình với cân nặng là 120,3kg. Cân nặng hiện tại của Xuân Lộc là 93,2kg. Bạn giảm được đến 27,1kg. Quá xuất sắc. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ chờ đợi hai tiết mục kế tiếp sau vài phút giải lao quý vị nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Bốn tiết mục vừa rồi phải nói là mang đến chúng ta những cảm xúc thật sự là khó tả. Và mặc dù là tiết mục tạm cho là có cái sức ảnh hưởng về lan truyền cảm xúc tốt nhất, nhưng mà bạn Xuân Lộc vẫn đang giữ số điểm thấp nhất là 12,7. Xin hỏi anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Hưng nghĩ là mình có cái tài lẻ gì mà rất là giỏi mà ít có ai biết? Hưng giả được giọng ở nhiều miền khác nhau, nói nhiều miền khác nhau nè. Không dám nói rất là giỏi nhưng mà Hưng biết làm được. Ví dụ như là đừng có cho Hưng nhìn thấy thôi. Bất kỳ ai làm việc gì Hưng nhìn thấy là sẽ làm được ngay lập tức. Cắm hoa hoặc là bắt bông kem hoặc là đóng thùng gỗ hay làm dây điện. Bất kỳ cái gì Hưng sẽ nhìn thấy thì sẽ làm được ngay. Có một cái tài lẻ mà có lẽ ít ai biết được từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Tôi biết những người ở chung với nhau lâu năm, người ta thường biết bí mật của nhau. Là ông Đàm này, ông kể chuyện hài số 1. Tất cả những người ca sĩ, diễn viên nào mà đi diễn tour mà ông Đàm ông lên xe là ông kể từ lúc xe khởi hành cho tới lúc tới nơi thì thôi. Mà chuyện là bạc ngàn, từ hư cấu, khoa học diễn tưởng cho đến chuyện nghệ sĩ. Mà rất là nhiều cái mà cái sự thông minh và sự dí dỏm của anh Đàm làm cho cả một cái xe rất là thích thú. Đó là một trong những cái biệt tài của anh Đàm Vĩnh Hưng mà ít ai biết. Thank you. Cảm ơn em. Còn John nghĩ là mình có cái biệt tài, tài lẻ gì không? Mình thích nấu ăn. John nấu được món gì? Mình hay làm bánh nè, đồ Ý nè, đồ Ấn Độ. Đồ Ý luôn hả? Dạ. Yeah. Ấn Độ luôn? Dạ. Yeah. Wow. Mình hay thích nấu, nhưng mà mỗi lần mình ở phía sau sân khấu mình ít kể, tại mình làm như vậy mình thấy buồn cho thí sinh. Cũng đúng. Còn Harry? Dạ. Yeah. Em có tài lẻ gì không? Em cũng có. Ví dụ... Cái hay nhất anh thấy nha, yeah, không biết tài lẻ hay tài chẳng, là tất cả mọi cái sự điều khiển của em, yeah, là khiến Trấn Thành phải tê liệt hết. Đó. Thấy chưa? Đấy là tài lẻ của em. Thôi bây giờ mình bỏ cái lẻ đó qua đi, giờ tài chẳng của em là tài gì? Em nghĩ là em ăn được nhiều món cùng lúc. Ăn được nhiều món ăn cùng một lúc, yeah, mà... Có mà không nữa. Có mập nhiều. Mà không mập nhiều. Dạ, một mình Harry ăn một cái bánh pizza large lớn nhất. Sau đó là ăn một cái spaghetti. Rồi ăn uống hai ly sinh tố. Cùng một lúc. Một lúc. Sao em chưa thi chương trình này ta? Tài lẽ nào khác nữa? Tài lẽ khác nữa là em biết theo tranh. Oh. Dạ. Quan trọng là cái tranh đó người ta nhìn người ta có hiểu nó là mình theo cái gì hay không á. Bỏ qua đi. Tại sao anh chưa bao giờ thấy em theo em tặng anh cái gì ra vậy Harry? Tại vì giờ em hết làm rồi. Tại vì em đi chạy show nhiều, kiếm tiền. Sao không thấy em cho anh tiền gì chăng vậy? Tại vì tiền của ai nấy đó là tự lo. Chứ tiền của anh cũng là tiền của anh chứ đâu có cho em đâu. Thì ra là Trấn Thành không hề lo lắng gì cho em hết. Làm nhiều tiền như thế làm gì trời? Thì, để nhuận cái đầu giang khe vậy đó hả? Rồi. Tôi không muốn nói sâu hơn về chuyện riêng tư của những người được mời đến chương trình. Vâng, thưa quý vị, đó là chuyện riêng tư. Chúng ta nên giấu riêng cho chúng ta biết. Dĩ nhiên là tôi sẽ không lo được cho người yêu bằng Mr. Đàm. Vâng, thưa quý vị, và đó là tài lẻ của các vị ban giám khảo. Còn riêng Trấn Thành thì tài lẻ của Trấn Thành là đánh đàn.
Và ngay sau đây, chúng tôi cũng sẽ được giới thiệu với quý vị một cái sự kết hợp của hai cây đàn là piano và cello trong một tác phẩm rất quen thuộc, 1000 Years. Và mời quý vị cùng đến với tác phẩm này qua phần trình diễn của Mai Trang. Trời ơi, mới là khởi đầu làm nóng cơ thể, bọn mình phải gặp bụng với bóng. Từ cái 14 là bắt đầu mình cảm thấy đau và bắt đầu khó thở rồi. Bọn mình đã đạt 100 cái gặp bụng, một điều không tưởng. Hai cái đùi mình nó rung lên, body boom. Là lớp mà mình sợ nhất trong quá trình làm thì cứ a à, đau quá cho em thả xuống. Tưởng là hết rồi, huấn luyện viên nói là mỗi bạn thêm vô cho chị hai cục tạ nữa, một tạ lớn và một tạ nhỏ nhất, bỏ vô mà trong cay đắng, trong tuổi hờn á, làm đi làm lại và làm riết mình tưởng như tay của ai không còn là tay của mình nữa. Lúc sau mình đuối quá, chị huấn luyện viên đã bước xuống lại gần mình, đứng kế bên luôn. Em ơi, cố lên, làm đi, đã xong làm, muốn đẹp không? Hoàn thành xong cái bài tập tạ đó thì trời ơi, hai cái tay mình nó rung và nó sụi, nó mỏi, rụng cái tay luôn. Tập xong tay mình có chuột nhẹ, tập chừng 1-2 tháng nữa chắc cũng lên chuột cống. Rất là hài lòng vì cơ thể khỏe mạnh, không còn ụt ịt mỡ nhiều nữa mà đang săn lại và đang đẹp lên. Cái khó khăn trong bài nhảy của mình lần này đó là khống chế cơ thể, khống chế chân. Đối với mình, múa là một cái khó, mà múa đương đại thì nó càng khó hơn nữa. Chỉ hy vọng là mình sẽ vượt qua tốt. Mai Trang và Minh Hiền, thưa quý vị. Harry, em nghĩ thế nào về tiết mục này? Harry cảm thấy động tác rất là nhẹ nhàng. Thật sự mà nói là người gầy mà làm ra cái động tác nhẹ nhàng thì dễ, nhưng mà người nào mà không gầy mà làm ra cái động tác nhẹ nhàng như là cái lông con chim á. Anh hiểu không? Hiểu mà. Dạ. Lông vũ. Dạ. Tuy động tác rất là nhẹ nhàng và rất là đơn giản, nhưng mà nó thể hiện những cái cảm xúc rất là hài hòa và rất là hòa đồng. Cảm xúc hòa đồng hả? Hòa hợp. À, hòa hợp ở đó. Dạ. Hòa hợp. Nói chung là bản thân Harry cảm thấy tự nhiên xem giống như là một cái biểu diễn nhạc kịch. Dạ. Nhưng mà đây gọi là vũ kịch vì đó là múa. Dạ, Harry thích. Xin cảm ơn. Mời John. Harry nói rất là nhẹ nhàng mấy cái động tác của em làm. Và cái đó cũng anh thấy là một cái khó trong cái bài này vì động tác hiền chọn nó rất là quen thuộc về ballet. Và chắc chắn em chưa bao giờ học một lớp ballet, đúng không? Và mấy cái động tác tay của em đó, nó đẹp. Anh rất là khó tính với mấy cái này. Mấy cái động tác tay ballet và mấy cái động tác chân của ballet, nếu mà mình không có làm tới, nó rất là xấu. Cái động tác chân ở phía sau, chừng nào em cong, cái đó mình kêu bằng attitude. Rất khó. Mà lúc đó em cũng nhảy lên, em attitude cái chân, cái tay của em đẹp, cái hướng, cái đầu của em, mọi thứ nó rất là chính xác. Một cái nữa là có nhiều bưng bê trong cái bài này. Và cái đẹp nhất là nó nhẹ. Mấy tuần trước, dancer nào bưng bê thí sinh thì mình thấy cái sự cố gắng là
và căng. Nhưng mà nguyên cái bài từ đầu đến cuối nó mượt. Anh cảm nhận cái sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Như là nó chưa là một cái wow, nhưng anh cũng rất thích cái bài này. Vâng, xin cảm ơn John. Rõ ràng là mình phải nói một câu công bằng, thưa quý vị, là thí sinh của năm nay họ làm được những cái điều mà chúng ta không nghĩ là một người với cái trọng lượng đó có thể làm được. Mà ngay cả những người có trọng lượng rất nhẹ, rất là thuận lợi vẫn chưa chắc làm những cái động tác đó đẹp như các bạn ấy. Anh Đàm, anh nghĩ sao ạ? Đây là một tiết mục mang một cái màu sắc hiện đại bậc nhất từ nãy đến giờ, sang trọng từ âm nhạc cho tới cách mà cái hình thể các bạn lựa chọn và những động tác cũng vậy nữa, nó không bị lẫn lộn. Những động tác của các bạn và cái bài thi này cũng vậy nữa, kết cấu của nó giống như một cái loại võ công hiệp khí đạo, rất nhẹ nhàng mà lấy nhu thắng cương, nhẹ như mây bay đó. Nhưng cái chưởng cuối cùng để quyết định để thắng được, hạ được đối phương đó, anh vẫn còn thấy tụi em giấu ở đâu đó, vẫn chưa bung ra cái chưởng cuối cùng thật là mạnh để cho đối phương ngã rạp xuống. Tụi em vẫn tiếp tục vẫn bay như hai người ở tiên giới vờn nhau rất là nhiều, cần một cái nhát đặt xuống để cho tất cả phải ngã rạp, thì anh vẫn còn trông chờ cái đó, vẫn chưa thấy. Chúc mừng tiết mục vừa rồi của hai em. Và nếu như quý vị và các bạn nghĩ họ sẽ được lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần từ ban giám khảo, thì chúng ta sẽ soạn tin nhắn là BN khoảng cách 05 và gửi về tổng đài 8369 cho Minh Hiền và Mai Trang. Một tin nhắn sẽ là 3.000 đồng. Còn bây giờ chúng ta sẽ giấu điểm của ban giám khảo. Mời các bạn lên bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 65,5kg và cân nặng hiện tại là 64kg. Bạn giảm được 1,5kg, tương đương với 2.3%. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi quá trình giảm cân của Mai Trang. Cân nặng cũ của bạn là 81kg, cân nặng hiện tại 64, bạn giảm được tổng cộng 17kg. Rất xuất sắc. Hiện nay số điểm thấp nhất là Xuân Lộc với 12,7, cao nhất là Lộc Phượng 14,5. Thì bây giờ chỉ còn một bạn thí sinh nữa thôi mà bạn ấy lại là giảm cân thấp nhất tuần qua, đó là bạn Ngọc Khánh. Thì bây giờ John có cái lời khuyên gì trước khi bạn bước ra sân khấu không ạ? Là cố gắng hết sức, hết mình. Vì đây cũng là một cái trường hợp rất là căng, đúng không? Tại mình vô cái vòng nguy hiểm và mình cũng là bạn giảm cân thấp nhất. Đừng có lo lắng, lên sân khấu và thể hiện cái bài tốt nhất của mình. Cảm ơn bạn. Anh Đại Vinh Hưng, anh là một người được mọi người biết đến với một cái tinh thần làm việc là không bao giờ khuất phục trước khó khăn và không bao giờ chịu thua thời thế hay cái gì hết. Mình lúc nào mình cũng tìm cách để mình chiến thắng. Anh có một cái kinh nghiệm gì có thể truyền cho các bạn không ạ? Thực sự cũng có những lúc lực bất tòng tâm, mình muốn lắm nhưng có khá nhiều những điều kiện khách quan, tai ương ở đâu trên trời đã đổ xuống, nó chắn ngang đường mình. Tất cả phóng qua tất cả những cái gồ ghề đó, hoặc là những cái gì nó ngăn chặn mình, những cái con đường mình đi, hoặc là ý tưởng mình đang thực hiện, phải phóng qua hết, không chấp nhận. Nhưng cũng có đôi lần thất thủ. Tuy nhiên có khi mình rơi vào những trạng thái cùng cực, mình biết cảm giác ở dưới sâu nó tối như thế nào và nó nhiều những cái sự nguy hiểm thế nào, để mình đừng bao giờ cho phép mình rớt vào những cái điểm sâu như vậy. Và luôn luôn nhìn nó với một thái độ tích cực, phải không? Dạ, phải phóng mình ra phía trước nhiều hơn thế nữa, bằng tất cả mọi giá. Người khác làm được, tại sao mình không làm được? Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của anh. Còn Harry, em là một người luôn luôn nghĩ đến sự lạc quan, và em cũng là một cái người đã trải qua quá nhiều khó khăn. Như vậy thì những lúc mà em muốn mình mạnh mẽ nhất thì lúc đó em phải làm gì? Lúc đó thì Harry nghĩ là bây giờ mình xuống tới đáy rồi, đâu còn gì mình xuống thêm nữa. Nhảy lên thôi là đã lên một bước rồi. Và Harry cũng muốn bạn ấy nhảy lên thôi. À, một cái suy nghĩ rất là hay. Dù cho mình đang rơi xuống ở trạng thái như thế nào và cái điểm tiếp đất của mình là ở đâu, chỉ cần một cái độ bật, bạn sẽ có một cái sức bật rất mạnh, bởi vì đó là cái đáy. Vâng, thưa quý vị, cũng sẽ là một áp lực cùng cực cho thí sinh thi cuối cùng. Nhưng với những lời chia sẻ của ba vị giám khảo, hy vọng bạn vượt qua thử thách này. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Ngọc Khánh. Đến với thử thách tuần này là bài tập giảm cân nâng cao dành cho tất cả các thí sinh, thì cảm giác của mình chỉ là hai từ: rụng rời. Tập phải giữ quả bóng nặng khoảng 5kg và phải
gập bùng, rồi phải squat, rồi phải bật nhảy. Tất cả mọi thứ nó làm cho cả phần tay, vai, bụng, ngực, chân rã rời. Không muốn tập nữa, rất là mệt, rất là mỏi, nhưng mà phải cố gắng theo được cái bài tập đến cuối cùng. Trong 2 tuần vừa rồi thì số lượng giảm cân của mình rất là yếu. Khi mà mình đi bác sĩ về thì mình đã biết được cái lý do, đó chính là cái lớp mỡ còn lại của mình đó là lớp mỡ dày và lâu năm, nên bây giờ phải tập nặng và nhiều hơn nữa, nhảy dây liên tục, rồi phải gập bụng, hay là mình phải tập những cái lớp mà bổ trợ nhiều hơn nữa để mà giảm cân tốt nhất. Khó khăn của tuần này của mình đó chính là việc nhập tâm trong bài nhảy, tại vì mình sẽ nhảy một bài giáng nhân đương đại trên nền nhạc rất là ma mị và nặng đô về diễn xuất. Những cái động tác phải thật sự là hoàn hảo và chính xác, thật sự là mềm dẻo, cót lên được nhân vật và cót lên được bài nhảy của mình. Lại một lần nữa một tác phẩm gây thách thức cho tất cả những ai đụng đến nó. Thật sự mà nói thì những cái ca khúc như thế này, cái loại âm nhạc của nó mang chúng ta đến những cái cảm giác phiêu diêu của những cái khoảng không lớn. Mà nếu như cái nội lực của cái người biểu diễn cái ca khúc đó, sử dụng cái loại âm nhạc đó mà không đủ mạnh thì nó sẽ phản tác dụng. Có nghĩa là chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và chơi vơi trong cái âm nhạc đó. Nhưng đúng, Huỳnh Mến một lần nữa lại khẳng định đẳng cấp của mình như một cầu thủ sút của cuối cùng phút 89. Và một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Huỳnh Mến và cả Ngọc Thắng, thưa quý vị, quá tuyệt vời. Xin mời Harry Wong. Khi Harry xem tiết mục này, cái nỗi da gà nó lên tới cái đầu của Harry. Cái mặt của bạn đó, những cái biểu cảm á, cho Harry thấy là bạn đang rất là cố gắng và rất là nỗ lực, và những cái ý chí của bạn nó cả Harry cảm nhận được luôn. Và Harry đang rất là hơi buồn, mà bản thân Harry đang rất là đau lòng. Tại sao? Cảm nhận được, không biết tại sao. Tại vì bạn đang rất là cố gắng. Có nghĩa là em xúc động đó, dạ, đúng không? Đang rất là xúc động. Chứ nó có gì đâu đau lòng, xúc động. Ừ. Dạ, xúc động và. Đó là cách người ta thể hiện, người ta đau lòng là trình bày cảm giác nhập vào trong cái vai diễn, cái vở cái diễn này. Đau lòng dùm cho hai nhân vật này đó, hiểu không? Thật sự là vậy. Và yêu làm cái gì mà không hiểu người ta? Thì đó. Đội MC đi. Đội MC đó. Dễ sợ. Nói chung là Harry cảm thấy rất là xúc động, và những cái động tác hai bạn trao cho nhau làm cho Harry suy nghĩ rất là nhiều thứ. Và Harry là người ngoài, Harry cảm nhận được những cái tình nghĩa và những cái tình cảm các bạn trao cho nhau. Và bản thân Harry cảm thấy tiết mục này rất là hay. Xin cảm ơn Harry. John. John thấy cái tiết mục của mấy bạn thí sinh quá tuyệt vời. Vì cái lý do đó mình phải rất là khó tính nhiều hơn nhá. Thì trong cái bài này anh nói thật, anh xem anh thấy nó rất là đã.
tại sao khách tụi em sử dụng cái âm nhạc và mấy cái động tác mình có nhiều cái điểm nhấn, nó vô nhạc rất đẹp, rất hay, làm cho khán giả và chúng tôi cuốn theo liền. Nhưng nó cũng có một cái anh không hài lòng lắm. Nếu mà tuần này là một cái tuần bình thường thì anh sẽ bỏ qua. Nhưng cái bài của các thí sinh quá tuyệt vời. Và cái bài của các em nó cũng tuyệt vời. Nhưng nó có mấy cái động tác tay và chân, cánh. Em phải làm cho nó tốt hơn. Lúc em nhảy lên, nó chưa em có thể thoáng hơn và thẳng hơn. Anh cũng hơi tiếc về cái khối. Tại nó có mấy cái động tác lúc em mới trượt xuống. Nó có một cái động tác em nằm và em đá cái chân. Lúc mình tập cái bài đó, lúc mình chạy, anh thấy cái hình đó, anh chỉ tiếc tại cái khói nó nhiều quá thì mình không có thấy cái đó. Mà nói chung cái bài này nó rất là đã. Với một người giỏi chuyên môn như John mà còn nói đã, thì tôi phải nói tới 10 chữ đã thì mới đã cái lòng của tôi được. Theo Hưng như này, cái khói nó chỉ là một cái phần phụ rất nhẹ thôi. Nó chỉ che làm chúng ta không thấy được cái hay của Ngọc Khánh, chứ nó không làm cho Ngọc Khánh dở đi. Nhưng mà cái này nè, trong cái bài thi này có những điều đặc biệt. Anh nghĩ là nó chưa tới 3 phút mà tụi em đã đánh đổi rất là nhiều thời gian và công sức, từng tích tắc một có thể tính bằng vàng chứ không phải bằng tiền được. Tụi em đã công sức thì nó lên tới đỉnh điểm đó, anh nhìn thấy được một cái sự tính toán về sân khấu, về cái ước lệ cực kỳ thông minh để cho cái nhân vật nó chìm xuống, thả xuống dốc như vậy. Trời ơi em ơi, cái đó là đỉnh điểm của cảm xúc. Anh là người hát sân khấu nhiều và đã diễn tất cả các loại hình kiểu mà phụ họa, minh họa cho mình. Anh nhìn thấy, anh hiểu được hết. Và cái cách tụi em thả người để cho nhân vật phải chìm xuống dưới cái làn khói để mà không bị cái nhan sắc kia quyến rũ. Ôi trời ơi, nó nhiều cái để mà anh feeling lắm. Nói chung là Huỳnh Mến, em vẫn là một trong những người mà anh rất là trông chờ. Tại vì ở bài thi nào của em cũng có những cái điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Một cái sự mà quăng ném, mà liều lĩnh và thách đố. Và em đặt niềm tin cho thí sinh bản thân mình là niềm tin tuyệt đối để có thể dám chơi những trò mạo hiểm nhất. Thắng hay không, chưa biết. Thương tích thì có liền đó. Điều đó là gì? Mọi người phải nhìn thấy được cái sự cống hiến của tất cả các biên đạo, các bạn thi năm nay một cách rất là xuất sắc. Hương nghĩ là quá xuất sắc. Chúc mừng hai em. Vâng, thưa quý vị, hầu như những lời khen ngợi gần như là tuyệt đối từ ba vị giám khảo dành cho hai bạn của chúng ta. Và mặc dù là thi cuối nhưng mà rõ ràng như Harry nói, cái ý chí của em là một cái gia vị có thể nếm được, có thể ngửi được luôn ở trên sân khấu. Nó làm cho người ta có thể cảm nhận được cái điều đó chỉ qua thần thái của em thôi. Và chúc mừng hai em đã có một cái bài rất là hay. Và quý vị khán giả, nếu như đồng cảm, chúng ta hãy soạn tin nhắn BN khoảng cách 06 gửi về 8369 nếu như tin là tiết mục này được lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất trong đêm. 3.000 cho một tin nhắn, quý vị hãy nhanh tay nhé. Và thưa quý vị, điểm số của bạn cũng sẽ được giấu lại. Mời bạn lên cân. Cân nặng cũ của Ngọc Khánh là 90,7 kg. Cân nặng hiện tại là 88,8 kg. Bạn xuống được 1,9 kg, tương đương với 2.1%. Quá trình giảm cân của Ngọc Khánh như sau. Ngọc Khánh đến với chương trình với cân nặng là 111 kg, hiện nay còn 88,8 kg và bạn giảm được 22,2 kg. Ba số 2, chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, không còn gì để nói nữa, các bạn thí sinh của chúng tôi cho đến thời điểm này đã rất là cố gắng và các bạn ấy đã vượt lên chính bản thân mình để có thể có được những bài biểu diễn xuất sắc đến mức độ là tạo ra những cảm giác như nổi da gà, sợn tóc gáy hoặc là nghẹt thở. Một trong những cái điều mà tôi nghĩ là ngay cả những vũ công chuyên nghiệp họ cũng mong muốn được tạo ra cho khán giả của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả dành cho 3 thí sinh hiện nay đang có số điểm thấp nhất. Và xin mời những thí sinh sau đây trở lại sân khấu. Ngọc Khánh với chỉ số giảm cân là 2,1 và bạn Mai Trang chỉ số giảm cân là 2,3, cùng với thí sinh đang giữ điểm số thấp nhất hiện nay là bạn Xuân Lộc với 12,7. Tôi không biết nói như thế nào, nhưng khi đứng cạnh các bạn ở đây tôi cảm thấy tôi xót ấy. Tại vì hôm nay các bạn quá trời giỏi, bạn nào cũng giỏi cả. Thì bây giờ chúng ta mà có chia tay á, thì Thành cũng xin được nói cho các bạn nghe là các bạn đừng có buồn gì hết. Hôm nay không phải là các bạn làm không tốt, mà chỉ đơn giản là người khác làm tốt hơn mình mà thôi. Điểm số dành cho bạn Ngọc Khánh. Mời
Harry. 10. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 10. Và John Huy Trần. 9. Bạn có điểm trung bình từ giám khảo là 9,7 và tổng điểm 11,8. Như vậy vẫn đang là số điểm thấp nhất. Chúc mừng cho Xuân Lộc, bạn an toàn. Quý vị khán giả thân mến, và bây giờ chúng ta chỉ chờ số điểm của bạn Mai Trang thôi. Xin mời giám khảo John Huy Trần. 9. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 9. Và giám khảo Harry Won. 9. Điểm trung bình của bạn từ giám khảo là 9, cộng lại tổng điểm là 11,3. Và thưa quý vị, 11,3 là số điểm thấp nhất. Chúng tôi rất tiếc phải chia tay với bạn Mai Trang trong tuần lễ này. Coi cái clip á, thì thực sự là ngưỡng mộ em, bởi vì giảm cân không phải dễ. Em đã chinh phục chị, em giỏi lắm. Đây là một bài jazz 100%. Cái cảm giác trong cái bài này nó rất là mượt. Tụi em làm hay lắm luôn. Em vẫn tiếp tục vẫn bay như hai người ở tiên giới vờ nhau rất là nhiều. Cái ngoại hình của em, oh my god, I love it. Và hãy lắng nghe những lời chia sẻ của Mai Trang. Anh nghĩ chắc là em cũng không có buồn đúng không cưng? Tại vì thật sự là mình đã làm rất tốt rồi, nhưng mà các bạn quá xuất sắc thôi ha. Mời em chia sẻ những cảm xúc của mình. Em xin cảm ơn ba vị giám khảo đã dành rất nhiều tình cảm và rất nhiều lời nhận xét chân thành và tốt đẹp dành cho em. Kế tiếp là em xin cảm ơn chương trình đã cho em một cơ hội bước vào đây để giảm cân, để hoàn thiện bản thân. Một điều mà nhiều năm rồi em không làm được. Và nhất là cảm ơn anh Hiền, là tại vì cái bài hôm nay là ngồi trong đó anh rất là lo. Anh sợ là những cái tư thế ương bơi anh sẽ không làm được, anh làm té em. Nhưng mà rốt cuộc là anh đã làm rất tốt. Và anh hỏi em là anh có thích bài này hay không. Và em nói với anh là em rất thích bài này. Nên cảm ơn anh đã đồng hành cùng em suốt 7 tuần qua. Vâng, thưa quý vị, và những câu chuyện này sẽ luôn luôn là những ký ức đẹp mà các bạn sẽ mang theo trong suốt cuộc đời của mình. Và dù cho bạn có đi đến đâu thì bạn cũng sẽ tự hào vì mình đã là một thí sinh rất là thành công trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Một lần nữa xin được chia tay với Mai Trang ở tuần lễ thứ 8 này. Và xin cảm ơn ba vị giám khảo đã dành những lời chia sẻ rất là chân thành cho các bạn thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây chúng tôi xin được phép khép lại chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn tuần sau trên VTV3. Xin chào tạm biệt. Thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.